Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tuổi Bóng Đá. Kính thưa quý vị, hiện nay có lẽ rằng V-League đang trở lại và thực sự là đang rất gay cấn. Câu lạc bộ Hoàng Sa Nai họ cho thấy được rằng là đang có một cái sự trở lại rất mạnh mẽ tại V-League 2022 với trận thắng thứ tư liên tiếp khi vừa qua họ hạ Thanh Hóa với tỷ số đó là 2-0 bằng những pha lập công của những Xuân Trường hoàn toàn trên sân Pleiku vào chiều ngày 24 tháng 7 vừa qua. Và quả thực người ta nói rằng sân Pleiku là một nơi mà đi dễ khó về, quả thực là như vậy thật. Câu lạc bộ Hoàng Sa Nai với điểm tựa là Pleiku đã có rất nhiều chiến thắng tại đây. Và với 4 chiến thắng liên tiếp hiện nay thì câu lạc bộ Hoàng Sa Nai hoàn toàn cho thấy được là họ có thể đua vô địch tại V-League 2022 này. Tiếp đón câu lạc bộ Thanh Hóa trên sân nhà tại vòng 9 thì vừa qua câu lạc bộ Hoàng Sa Nai đã không để cho đối thủ tạo ra bất cứ một bất ngờ nào cả khi mà họ giành chiến thắng chung cuộc một cách rất xứng đáng với tỷ số đó là 2-0. Ở phút thứ 25 thì Văn Toàn đã bị hậu vệ đối phương kéo ngã trong vòng cấm và trọng tài đã cho câu lạc bộ Hoàng Sa Nai được hưởng một quả penalty. Xuân Trường đã không mắc bất cứ một sai lầm nào, đưa đội chủ nhà dẫn trước với tỷ số đó là 1-0. Và sang hiệp 2 thì cũng chính Văn Toàn tiếp tục bùng nổ với việc là tự mình ghi tên trên bảng điện tử với pha để bóng dễ dàng ấn định chiến thắng với tỷ số 2-0 sau một đường truyền có thể nói rằng như đặt tới từ Hồng Duy. Hiện nay trong hoàn cảnh mà Công Phượng đang vắng mặt vì bị chấn thương thì Văn Toàn đã cho thấy được một cái vai trò của mình ở câu lạc bộ Hoàng Sa Nai. Cùng với một cú đúp vào lưới của Bình Dương tại vòng trước thì Văn Toàn đã có được cho mình tới tận 3 bàn thắng sau 2 trận đấu và có cảm giác như hiện nay Văn Toàn rất khó để có thể bị ngăn cản. Văn Toàn có thể không ghi bàn nhưng vẫn biết cách kiếm được về quả penalty và đây là cái điều mà chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều đến từ Văn Toàn. Thế nhưng với những tình huống ngã đó thì trọng tài chỉ có thể là thổi phạt thôi, không thể có làm cách nào khác được cả bởi thực sự Văn Toàn cho thấy được cái tốc độ sức dướn của mình và buộc cho đối phương phải phạm lỗi dẫn đến là những quả phạt đền. Với chiến thắng 2-0 này thì câu lạc bộ Hoàng Sa Nai đã trải qua trận thắng thứ tư liên tiếp kể từ đầu giải. Sau 9 vòng đấu thì hiện nay thầy trò huấn luyện viên Kietasak đang có được 16 điểm, tạm thời đang xếp thứ 3 ở trên bảng xếp hạng. Ở vòng đấu tới thì câu lạc bộ Hoàng Gia Lai sẽ di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh để làm khách của câu lạc bộ Sài Gòn FC vào ngày 5 tháng 8 trước khi ra thủ đô ở Hà Nội gặp câu lạc bộ Hà Nội FC vào ngày 14 tháng 8 tới đây. Còn với riêng cá nhân Văn Toàn thì với bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa vừa qua trong trận đấu diễn ra vào tối ngày 24 tháng 7 thì Văn Toàn đã có cho mình 3 pha lập công tại V-League 2022. Và cậu ấy đã cân bằng được đúng thành tích của đồng đội của mình, đó chính là Công Phượng. Bàn thắng đó có được Văn Toàn thực hiện ở phút thứ 51 trong trận đấu trên sân Pleiku sau một pha đệm bóng cận thành từ đường truyền của Hồng Duy. Và đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 dành cho câu lạc bộ Hoàng Sa Nai. Trước đó như được biết thì chính Văn Toàn cũng là người đem về quả đá phạt đền. Và nếu Văn Toàn thực hiện quả đá này thì thậm chí cậu ấy đã có được 4 bàn thắng rồi. Và tính đến tối ngày 24 tháng 7 thì trong 4 chân sút nội lổ súng nhiều nhất ở mùa này thì Hoàng Sa Nai cũng là đội bóng có nhiều thành viên góp mặt nhất với cặp đôi đó là Công Phượng và Văn Toàn. Hai cái tên còn lại đó là Nguyễn Phi Hoàng của SV Đà Nẵng và Nguyễn Tiến Linh của BKMX Bình Dương. Trong khi đó thì chân sút hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League 2022 là một ngoại binh đó là Riamio Goron đến từ Hải Phòng với tận 8 pha lập công. Dù chưa thể sở hữu được số lượng bàn thắng khủng giống như ngoại binh của Hải Phòng, song cả Văn Toàn cũng như Công Phượng hoàn toàn có thể tự hào vì họ đã đóng góp một công rất lớn giúp cho đội bóng phố núi có được bước nhảy ngoạn mục trên bảng xếp hạng. Và tính từ trận hòa với tỷ số 1 đều trên sân Bình Định ở vòng 5 thì Hoàng Anh Gia Lai đã liên tiếp đánh bại những đội bóng như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Nhờ đó mà Kietasak đã có một cú nhảy tam cấp ở trên bảng xếp hạng khi mà hiện nay đã vươn lên tận vị trí thứ 3. Với 3 điểm có được trước Thanh Hóa thì câu lạc bộ Hoàng Sa Nai cũng đã nối dài số trận bất bại từ V-League khi mà nó trở lại lên con số 5. Đồng thời cân bằng điểm số với câu lạc bộ Sông Lam Ngàn. Và hiện nay rõ ràng là với các cổ động viên của Hoàng Sa Nai, họ hoàn toàn có thể tự tin là đội nhà có thể tiến tới đó là cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay. Thế nhưng sau khi kết thúc thì huấn luyện viên Kietasak cũng có những chia sẻ bất ngờ. Ông nói rằng đây chưa phải là lúc để nói về cuộc đua vô địch. Nhà cầu thủ người Thái Lan cho rằng đây là thời điểm chưa thích hợp để cho câu lạc bộ Hoàng Sa Nai có thể nói về chuyện đua vô địch tại V-League 2022. Kietasak có nêu một quan điểm khi mà đồng nghiệp của ông đó ông Petrovic cho rằng là câu lạc bộ Hoàng Sa Nai có thể đua vô địch với những đội bóng lớn hàng đầu như Hà Nội, Sông Lam Ngàn hay là Viettel. Kietasak có một chia sẻ như thế này: "Tôi cảm ơn lời khen của huấn luyện viên Petrovic, thế nhưng tôi nghĩ rằng chưa hết giai đoạn lượt đi, sẽ rất khó để nói về cuộc đua vô địch vào lúc này." Và 3 điểm có được thì sẽ giúp cho câu lạc bộ Hoàng Sa Nai gần như chắc chắn sẽ có được những top vị trí đầu tiên. Và đánh giá về đối thủ của mình thì huấn luyện viên Kietasak có cho biết rằng
Tôi không nghĩ rằng Thanh Hóa dễ đánh bại bởi họ có sự thay đổi và chiến thuật từ 4-4-2 sang 4-3-1-2. Họ có cầu thủ ngoại khá là tốt ở vị trí trung vệ. Chúng tôi cố gắng kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu và đã có một kết quả là khá tốt. Các đối thủ của chúng tôi thường đá với một bầu nhiệt huyết và thực sự máu lửa. Và chiến thắng vừa qua của câu lạc bộ Hoàng Sa Lai thì cũng có một đóng góp rất lớn từ trung vệ tân binh, đó là Anshelhi, người chơi rất ăn ý với Mauricio và Hữu Tuấn để trở thành một bộ ba trung vệ án ngữ trước cung thành của thủ môn Dương Văn Lợi. Và nhìn chung thì họ cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình khi mà kiểm tỏa được các tiền đạo phía câu lạc bộ Thanh Hóa. Cùng với đó thì ông Kiên Sát có chia sẻ và có những lời ngợi khen về cậu trò của mình như sau. Đây là trận đấu đầu tiên mà Anshelhi cho thấy được sự thay thế dành cho Kim Dong-su. Ngoài ra còn có tiền đạo Bruno thay cho Biabino. Đội bóng Thanh Hóa đã có một số những cầu thủ chất lượng. Chúng tôi không hề chủ quan một chút nào cả. Anshelhi đã có một trận đầu tiên cho nên chúng tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng. Tuy vậy thì cậu ấy đã chơi tốt. Cậu ấy là người rất phù hợp dành cho Hoàng Gia Lai vào lúc này. Và huấn luyện viên Kiên Sát cũng giải thích về việc sự tiến bộ của Như Tuấn Anh. Ông cho biết rằng là các tiền vệ của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai thường có sự luân chuyển rất tốt. Ba cầu thủ tuyến giữa luôn đảm bảo được với vấn đề về mặt thể lực và có một sự ăn ý phối hợp một cách rất nhịp nhàng. Huấn luyện viên Kiên Sát thay người dựa vào chiến thuật thực tế ở trên sân hoặc là những kết quả. Và khi Hoàng Gia Lai có kết quả tốt thì ông sẽ đưa những cầu thủ trẻ vào sân để giữ sức dành cho các trụ cột. Và những cầu thủ trẻ cũng cần thích nghi với những áp lực từ nhỏ cho đến lớn. Và đây là trận đấu mà câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã có sự điều chỉnh khi mà Tuấn Anh thì lại ra băng đội trưởng thay cho Văn Toàn. Trong một vài thời điểm cụ thể thì Văn Toàn lại băng đội trưởng thay cho chính đồng đội của mình. Và huấn luyện Kiên Sát lại tiếp tục phân tích về câu chuyện này như sau. Chúng tôi có 5 đội trưởng, thế nhưng có một vài tình huống để thay đổi người đang băng đội trưởng. Đôi khi nếu có một cầu thủ cần thêm sự tự tin thì anh ấy sẽ được đeo băng đội trưởng để tăng thêm trách nhiệm. Đó là những gì mà chúng ta cũng đã được nhắc đến rất nhiều khi mà Kiên Sát có những chia sẻ vừa qua. Chúng tôi cũng đã gửi tới quý vị bạn trong bản tin trước. Và hiện nay thì huấn luyện viên Kiên Sát tiếp tục nói về câu chuyện này. Và thực chúng ta đều thấy rằng hiện nay thì Tuấn Anh đã có một sự lột xác nhất định. Chúng thấy được cái nền tảng thể lực của Tuấn Anh đã khác đi rất nhiều. Không còn là một cầu thủ dễ dàng chấn thương và hụt hơi trong thời điểm cuối trận nữa, mà Tuấn Anh vẫn thi đấu vô cùng nhiệt huyết, máu lửa và cho thấy được cái nền tảng kỹ thuật của mình vô cùng tuyệt vời. Còn về câu chuyện mà Văn Toàn lại tiếp tục nổ súng một phong độ khủng khiếp như thế này, Kiên Sát nói rằng là để cho những cầu thủ họ phải đeo băng đội trưởng để cho họ có sự tự tin hơn. Và liệu chắc đây có phải là cái cách mà để cho huấn luyện viên Pauser có sự thay đổi hay không? Ở bản tin trước chúng tôi cũng đã nói rồi, bởi mỗi một huấn luyện viên thì cũng đều có những cách vận hành chiến thuật khác nhau. Kiên Sát ông ấy có một cách riêng và với huấn luyện viên Pauser thì cũng có cách riêng thôi. Còn việc Văn Toàn để có thể đeo băng đội trưởng ở trên đội tuyển quốc gia thì chúng tôi cũng đã phân tích. Ở trên đó thì chúng ta cũng đã có những người đội trưởng rất là cần mẫn và rất chất lượng rồi. Còn với một đội tuyển quốc gia thì việc là chúng ta thay đổi vị trí của một đội trưởng đôi khi cũng là khá khó khăn. Còn việc thay đổi đội phó thì tôi nghĩ rằng là có thể được. Thế nhưng rõ ràng với những gì mà Kiên Sát thể hiện ở mùa giải năm nay, với những gì mà ông ấy đã tuyên bố khi mà sẵn sàng nói rằng là câu lạc bộ Hoàng Gia Lai sẽ trở lại, bởi trong những thời điểm 4 trận đấu đầu tiên toàn hòa và thua thôi thì đã có rất nhiều sự chỉ trích và thậm chí niềm tin đã đi xuống. Thế nhưng Kiên Sát ông ấy vẫn khẳng định rằng đó chỉ là giai đoạn đầu mùa thôi. Hoàng Gia Lai vẫn sẽ trở lại kịp thời và quả thực thì 4 trận thắng liên tiếp đã mang đến cho các cổ động viên của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai mang đến rất nhiều những niềm vui, sự tin tưởng đã quay trở lại. Và tôi nghĩ rằng điều đó là điều quan trọng, cái động lực về vấn đề về mặt tinh thần khi mà các cổ động viên đã có niềm tin, có sự trở lại cuồng nhiệt hơn thì Hoàng Gia Lai tôi nghĩ rằng là sẽ tiếp tục trở lại và hoàn toàn có thể cạnh tranh cho ngôi vô địch này mà thôi. Và có lẽ rằng cũng đồng quan điểm với rất nhiều các khán giả thì mới đây chính huấn luyện viên Petrovic của câu lạc bộ Thanh Hóa đã khẳng định rằng là câu lạc bộ Hoàng Gia Lai hoàn toàn có thể đua vô địch. Sau khi trận đấu kết thúc thì ông này có nói rằng năm nay tôi dự đoán top đầu gồm có 5 đội, đó là Hoàng Gia Lai, Hà Nội, Sông Lam Ngàn, Hải Phòng và Viettel. Tại sao Hoàng Gia Lai lại không thể cạnh tranh trước vô địch được chứ? Hoàng Gia Lai hoàn toàn có thể vô địch. Họ có nhiều tuyển thủ quốc gia như là số 9 Văn Toàn, số 11 Tuấn Anh, số 7 Hồng Duy và rất nhiều cầu thủ khác nữa. Tôi biết họ còn có cả Văn Thanh, nhưng hôm nay không thi đấu khi mà bị treo giò do nhận đủ 3 thẻ vàng. Thế nhưng ngoài Văn Thanh ra thì họ còn rất nhiều những cầu thủ thi đấu tốt ở vị trí này. Đội Hoàng Gia Lai có thời gian gắn kết rất lâu rồi, trình độ của họ hơn hẳn chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình nhưng không thể được. Năm ngoái chúng tôi thua trước câu lạc bộ Hoàng Gia Lai ở trên sân nhà. Và năm nay cũng vậy, cầu thủ của họ có khả năng phối hợp với nhau tốt, truyền bóng và họ tận dụng cơ hội cực tốt. Còn cầu thủ của chúng tôi thì có những cơ hội
thế nhưng chúng tôi vẫn không tận dụng được, cho nên chúng tôi đã thua. Thực ra chúng tôi cũng có những cầu thủ giỏi, thế nhưng chỉ có vài nhân tố thôi thì thực sự là rất khó để đối đầu với một câu lạc bộ Hoàng Sa Lai toàn những cầu thủ giỏi. Chúng tôi không thể kiểm soát bóng được mà chỉ có 3 đường chuyền là chúng tôi mất bóng luôn. Trong khi đó thì Hoàng Gia Lai họ chuyền trên 10 đường mà vẫn có thể tạo ra những sự khác biệt. Đó là điều khác biệt lớn nhất giữa câu lạc bộ Gia Lai và chúng tôi. Và như vậy là với một huấn luyện viên đã từng vô địch cúp C1, ông ấy có khẳng định rằng là Hoàng Gia Lai sẽ trở lại với cuộc đua vô địch. Và với rất nhiều cầu thủ tài năng thì có lẽ rằng cũng giống như chúng tôi đã chia sẻ, thì chỉ cần có sự tự tin trở lại thôi thì Hoàng Gia Lai hoàn toàn có quyền để nghĩ đến chức vô địch. Và huấn luyện viên Kiệt Sắt thì đương nhiên ông ấy có vẻ như vẫn đang khá là khiêm tốn với những gì mà câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã có được. Thế nhưng với 4 chiến thắng liên tiếp không phải là ngẫu nhiên, đó là sự trở lại của sự cố gắng, sự nỗ lực, sự đoàn kết của cả đội, và tôi nghĩ rằng là Hoàng Gia Lai hoàn toàn có cơ hội để cạnh tranh cái chức vô địch ở mùa giải V-League 2022 với những đội bóng rất mạnh như Hà Nội, Viettel, Sông Lam Nga hay Hải Phòng. Quý vị đã nhận xét như thế nào về màn trình diễn vừa qua của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai? Hãy để lại một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tiểu Bóng Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Tiểu Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.